Xin chào mừng các bạn đến với chương trình The Quốc Khánh Show phiên bản đặc biệt ngày hôm nay, livestream trên kênh YouTube XTB Việt Nam. Và chương trình cũng sẽ được phát lại vào thứ ba tuần sau trên kênh YouTube của The Quốc Khánh Show. Và chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi muốn bàn luận là một chủ đề mà nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả trong thời gian vừa qua, đó là đầu tư vàng thời đại dịch Corona. Làm thế nào để chúng ta có một chiến lược đầu tư vàng hợp lý? Và rất hân hạnh được chào mừng đến trường quay ngày hôm nay một chuyên gia đầu tư sẽ cùng tham gia giao lưu trực tuyến và trả lời câu hỏi của tất cả các bạn, đó là anh Phan Dũng Khánh. Xin cảm ơn anh đã đến với chương trình. Dạ vâng, chào anh Khánh. Các bạn thân mến, và trong lúc chúng tôi thảo luận thì mọi người cứ thoải mái đặt câu hỏi ở trên trang YouTube. Chúng tôi đang có cái màn hình ở đây và sẽ thấy câu hỏi và cả tôi và anh Khánh sẽ cùng bàn luận và cũng như là sẽ chọn lựa các câu hỏi để chúng ta trả lời cho các khán giả. Thì có thể là bắt đầu một câu đầu tiên cho anh để chúng ta làm nóng. Đó là tuần vừa qua, phải nói là một cái tuần được xem là điên rồ của giá vàng. Mức tăng tuần là gần 10%, được xem là mức tăng cao nhất trong vòng 12 năm qua. Thì theo anh, đâu là nguyên nhân của sự tăng giá này? Cái mức tăng tuần trong tuần qua cao nhất trong vòng 12 năm qua và quý vị cũng lưu ý rằng 12 năm qua đó là cái thời điểm mà xảy ra cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, nhưng mà cái mức này thậm chí là ngang bằng và hơn luôn cái giai đoạn đó, và để cho chúng ta hình dung được rằng là cái dòng tiền với lại cái trơn điên của giá vàng ở trong tuần vừa qua. Một trong những lý do mà ảnh hưởng lớn nhất đến giá vàng đó là cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã tuyên bố rằng họ có thể là hỗ trợ nền kinh tế Mỹ cũng như là các nền kinh tế của thế giới với cái việc là bơm tiền không giới hạn, khi mà chủ tịch Fed đó nói rằng là thông thường khi mà Fed đưa ra những cái gói cứu trợ là những cái gói nó gọi là QE, có nghĩa là nới lỏng có định lượng, có nghĩa là nó chỉ có giới hạn cho mức độ và nó có tần số. Nhưng lần này là Fed không đưa ra tần số luôn mà chỉ nói rằng là đến khi nào kinh tế mà bắt đầu phục hồi và quay trở lại. Chính điều này nên chúng ta đã nhìn thấy là đồng đô la Mỹ đã giảm khá là mạnh, từ mức 104 điểm về 98 điểm trong tuần qua, và giá vàng đã tăng tới cả hơn cả trăm đô trong tuần vừa qua, là tính ra là tăng gần 10%, là mức tăng tuần cao nhất trong 12 năm. Trong những cái lúc khủng hoảng á, thì người ta hay bảo là vàng sẽ là một cái nơi trú ẩn an toàn thuộc dạng bậc nhất. Thì cái điều đó nó còn đúng không? Vàng á, vốn là một trong những cái kênh được xem là đầu tư an toàn mang tính chất là truyền thống. Bên cạnh vàng thì còn có trái phiếu chính phủ Mỹ, trái phiếu chính phủ Nhật, đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ. Thì đó là những cái sản phẩm được xem là an toàn. Tuy nhiên, trong giai đoạn là hiện nay như chúng ta nhìn thấy là trước cái đợt tăng điên rồ vào tuần trước, thì những cái tuần đầu tiên trong tháng 3 thì vàng đột nhiên là giảm cực mạnh. Có cái thời điểm mà đã giảm từ cái mức 1.700 đô về tới mức 1.400 đô và nhiều người lo lắng rằng là vàng đã không còn là một cái kênh đầu tư an toàn như trước nữa. Thì theo tôi thấy cái việc này là trong ngắn hạn giá vàng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố ngắn hạn, nhưng mà trong chung và dài hạn thì vàng vẫn là một trong những cái kênh là đầu tư an toàn cho đến giờ phút này. Tôi nói ví dụ như là hồi đầu năm 2020 cho đến giờ thì cái sản phẩm mà tăng điểm gần như là duy nhất trong những cái sản phẩm mà thuần túy trên thị trường tài chính thế giới, thì tôi nói ví dụ một cái quỹ đầu tư đi, họ có thể đầu tư rất nhiều sản phẩm, ví dụ chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại hối, thậm chí cả đồng Bitcoin, thì vàng là cái sản phẩm gần như duy nhất là có lời trong khi những cái kênh khác bị thua lỗ. Nên chúng ta có thấy trong một cái giai đoạn trong tháng 3 thì họ có thể bán ra. Ở đây nó có một số lý do, đầu tiên họ cân đối lại cái danh mục của họ. Ví dụ như là họ bị lỗ những cái kênh khác thì họ có thể bán vàng ra để họ chốt lời. Một cái ý thứ hai nữa đó chính là vàng là cái sản phẩm mà có cái độ thanh khoản là cao nhất trên thế giới. Ví dụ như chúng ta biết thanh khoản nghĩa là cái khả năng chuyển đổi thành tiền một cách dễ dàng nhất, thì vàng ở đây thậm chí nó còn cao hơn cả cái mức đó nữa, bởi vì vẫn được xem, nhiều người xem vàng là một cái sản phẩm gọi là tiền quốc tế. Ví dụ như đô la Mỹ thì nó toàn có quốc tịch Mỹ, nhưng mà vàng thì không có cái quốc tịch gì hết, nên họ có thể thanh khoản được rất là nhanh để mà họ bù đắp sang những cái kênh khác. Và một điều đặc biệt nữa là trong cái thời đại dịch Corona là hiện nay thì cái việc mà họ cần nắm giữ cái tiền mặt, như chúng ta cũng hay nghe cái câu người ta hay nói hiện nay đó là cầm tiền mặt là vua. Nên khi đó cái việc mà tạo cái thanh khoản cho mình bằng cách là bán vàng để thu ra. Nhưng theo tôi thấy là trong ngắn hạn thôi, còn trong chung và dài hạn thì giá vàng vẫn được hỗ trợ rất là lớn khi mà những định chế tài chính lớn và những ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang có xu hướng là mua và nắm giữ vàng trong giai
giai đoạn vừa qua, nên giá vàng trong dài hạn vẫn là một cái tin tăng tốt. Tôi nói ví dụ như năm 2008, thật ra ngay cái thời điểm khủng hoảng đó, trong năm đó cũng đã có khoảng chừng vài tháng giá vàng đã giảm từ mức rất là cao là 1.030 đô, vậy mức thấp nhất là 680 đô trong năm 2008, cũng có rất nhiều người là bàng hoàng trước cái điều này, bởi vì họ nói là ủa tại sao khủng hoảng họ nghĩ là trên vàng là một kênh đầu tư là an toàn, vậy tại sao trong năm 2008 mà khủng hoảng kinh tế mà vàng nó lại giảm mạnh vậy? Thì đó là những cái lý do mà như tôi vừa mới chia sẻ, vì cái điều này chỉ ảnh hưởng đến giá vàng trong ngắn hạn mà thôi, còn theo tôi thấy trong chung và dài hạn thì vàng vẫn là một cái kênh đầu tư tốt và vẫn là một cái kênh là đầu tư an toàn trong cái thời điểm hiện nay. Đặc biệt một cái ý nữa đó là trong dòng mà kể từ cái tụt khủng hoảng kinh tế đợt trước là năm 2008 cho đến nay, thì chứng khoán, bất động sản, một số đồng tiền ngoại hối và thậm chí là đồng Bitcoin đều tăng giá. Tuy nhiên vàng là cái sản phẩm giảm giá liên tục từ năm 2011 cho đến tận nửa đầu năm 2018. Có nghĩa là vàng chỉ mới bắt đầu chớm vào cái chu kỳ của nó, trong khi là những cái kênh kia nó đã có tăng hàng chục năm, đặc biệt là chứng khoán Mỹ và nền hạn thì đã có cái xu hướng là nằm ở đã tăng trưởng trong gần 12 năm qua, và thị trường chứng khoán Mỹ là nằm ở trên thị trường trong bò tót và thị trường giá lên á, là cũng đã gần 12 năm, nên về mặt dài hạn vàng lại là có cơ hội hơn. Như anh nói thì đúng là bây giờ là bắt đầu chớm vô cái chu kỳ là tăng, vàng sẽ tăng. Vậy thì cái câu hỏi mà mọi người đặt ra nhiều nhất là cái chu kỳ nó sẽ tăng và khoảng khi nào là nó sẽ đạt đỉnh, và liệu nó đạt đỉnh hay chưa? Đây là một câu hỏi rất là hay và nhiều người cũng rất quan tâm đến cái vấn đề này. Cách đây khoảng hơn một tuần thì cũng đã có một số tổ chức nước ngoài là dự báo giá vàng, thậm chí là một số tổ chức đã dự báo mà tính ra đồng Việt Nam thì giá vàng còn phải lên tới 80 triệu đồng một lượng, có nghĩa là gần gấp đôi so với cái giá vàng là hiện tại. Thì cái cơ sở nào để họ nhận định như thế, và cái quan điểm của tôi thì tôi thấy là thứ nhất là vàng trong một cái chu kỳ tăng và cái đỉnh mà nó đạt được vào cái đợt trước là 1.700 đô thì có thể là chưa phải là cái mức đỉnh hiện nay, mặc dù cái mức đỉnh đó là cái mức đỉnh là nếu mà tính theo giá vàng quốc tế á, thì nó là mức cao nhất ở trong 8 năm, và nó chỉ khu tới mức cao nhất trong lịch sử mọi thời đại là vào ngày 6 tháng 9 năm 2011 là 1.921 đô. Thì hồi năm 2008 cũng có một quỹ đầu tư của Hồng Kông cũng có dự báo giá vàng sẽ có thời điểm sẽ tăng lên tới 5.000 đô, nhưng thực tế thì là chỉ lên chưa tới 2.000 đô, chỉ lên 1.921 đô. Cái lần cao nhất là bao nhiêu? 1.921 đô là cao nhất trong lịch sử. Đúng rồi, cao nhất trong lịch sử là 1.921 đô một troy ounce vào ngày 6 tháng 9. Bởi vì là cái ngày đó cũng tương đối khá đặc biệt là 69, nên tôi là vẫn nhớ cho đến cái thời điểm này. Nghe 69 là thấy nhớ. Thì cái dự báo của tụi tôi á, là cái dự báo mà của một số tổ chức quốc tế nói là khả năng giá vàng lên 80 triệu là có cơ sở, nhưng cái khả năng đó nó sẽ theo quan điểm của tôi nó sẽ có thể không phải đạt trong năm nay, mà có thể là phải là những năm tiếp theo, ví dụ năm sau hoặc một năm sau nữa. Một trong những cái lý do mà theo tôi là ủng hộ cái quan điểm này, bởi vì chúng ta thấy á, là các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư ngắn hạn thì họ có xu hướng là lướt sóng nhiều. Tuy nhiên tôi có lưu ý với các nhà đầu tư á, thì vàng đã có cái dòng tiền chảy vào vàng từ cái thời điểm cách đây khoảng 3-4 năm trước. Chúng ta có thể thấy cái số liệu từ WGC là hội đồng vàng của thế giới á, thì từ các ngân hàng trung ương họ đã bắt đầu mua vàng tăng tốc, cái tốc độ mua vàng vào khoảng từ năm 2016-2017 rồi, và đặc biệt là năm 2018 á, thì các ngân hàng trung ương mua vàng ngày càng mạnh hơn, đặc biệt là Nga và Trung Quốc là hai bên mua vàng là mạnh nhất dòng năm 2018. Năm 2019 á, thì theo số liệu của hội đồng vàng là thế giới thì các ngân hàng trung ương họ đã mua khoảng 700 tấn vàng trong năm 2019. Và cái số liệu vàng này á, là cái số liệu mà các ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong vòng 60 năm qua. Bên cạnh đó thì cái một cái thống kê khác của Hội đồng Vàng Thế giới và Capital Economics thì là cái những cái quỹ đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư ETF đang nắm giữ cái số lượng vàng ở trên thế giới hiện nay lên tới mức 3.000 tấn. Đây là cái trữ lượng mà các tổ chức này nắm giữ nhiều nhất trong lịch sử của họ. Nhưng nó khác với cái giai đoạn mà khoảng gần chục năm trước, thì thông thường khi mà mua vàng thì chỉ có những cái định chế tài chính, những quỹ đầu tư và những ngân hàng thuộc khu vực là Bắc Mỹ nhiều. Còn hiện nay là cái tỷ lệ đó không chỉ ở riêng Bắc Mỹ mà tại châu Âu, thậm chí châu Á và thậm chí luôn
luôn, cả châu Phi luôn, và kể cả những cái quốc gia rất hiếm khi nào đụng vô vàng. Vì tôi nói ví dụ như là Ecuador. Hay là Kazakhstan, là những cái hàng mà những quốc gia mà rất là hiếm khi đụng vô vàng, nhưng mà họ cũng đã bắt đầu mua trữ lượng lại vàng. Và theo cái khảo sát mới nhất được thực hiện bởi Hội đồng vàng thế giới hồi cuối năm ngoái á, thì họ khảo sát thì hơn 50% các ngân hàng trung ương được hỏi thì họ trả lời rằng họ không có cái nhu cầu bán vàng ra trong vòng 5 năm tới. Nghĩa là gì? Họ chỉ cần không mua vàng thôi. Họ chỉ cần là không bán vàng và không mua nữa thôi. Tôi nghĩ là tôi chưa cần nói mua thêm nha, họ chỉ cần giữ thôi. Thì riêng đó, chuyện đó không là đa giá vàng đã được hỗ trợ cho một cái chu kỳ rất dài hạn rồi. Như vậy thì tóm lại theo anh, quan điểm cá nhân của anh thôi nha, thì trong năm nay 2020 thì một cái đỉnh nào đó mà anh có thể dự đoán? Theo tôi thấy á, thì hiện nay giá vàng tại Việt Nam á, tới thời điểm cao nhất á, đó là cách đây khoảng gần một tháng là lên tới mức 50 triệu đồng một lượng. 50. Đó là tính theo giá bán thôi. Thì cái mức giá này đã vượt qua cái mức đỉnh cao nhất trong lịch sử là năm 2011 là 49.300.000. Thì cái mức 50 triệu này á, tính ở tại Việt Nam á, là mức cao nhất trong lịch sử mọi thời đại. Nhưng mà trên thế giới thì mới là mức cao nhất 8 năm thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta tính trên thế giới, nhưng chúng ta tính cái tương quan với đồng đô la, thì là giá vàng trên thế giới đã vượt mức cao nhất trong lịch sử mọi thời đại rồi. Lý do đơn giản là bởi vì đồng đô la đã tăng giá khoảng gần 40% trong suốt 9 năm vừa qua. Thậm chí nếu mà chúng ta tính mức thấp nhất thì đồng đô la thậm chí đã tăng tới 50%. Tôi nói ví dụ chúng ta có thể so với đô la Úc hoặc là những cái đồng tiền khác như đồng euro hay đồng bảng Anh, thì chúng ta thấy là đô la Mỹ đã tăng cực kỳ mạnh. Và nếu mà chúng ta tính giá vàng tương quan với đồng đô la Mỹ thì thực tế giá vàng trên thế giới đã vượt được cái mức này. Còn cái dự báo của tôi á, thì là năm 2020 này thì giá vàng có khả năng là sẽ trong trường hợp theo một cái kịch bản mà gọi là khá khiêm tốn thì nó sẽ đạt được đâu đó khoảng quanh mức 1.800 đô. Còn trong một cái kịch bản tích cực hơn thì nó có thể vượt cái mức đỉnh cũ hồi năm 2011 á, là 1.921 đô, thì có thể là tiệm cận hoặc là vượt mức này một chút trong năm 2020. Có nghĩa là nó sẽ khoảng, nếu mà tính theo giá Việt Nam thì có thể là nó sẽ vượt được 50 triệu đồng một lượng ở trong năm 2020. Vượt giờ khoảng trên 50 triệu. Trên 50 triệu nếu mà tính theo giá Việt Nam là 2020, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà theo anh thì đúng là lúc nãy anh có nói là trong lúc đại dịch này thì vẫn có những cái sự trồi sụp của giá vàng và vẫn có những nhà đầu tư theo kiểu lướt sóng. Vậy thì nếu mà muốn hỏi kinh nghiệm theo kiểu bắt đáy thì là có những kinh nghiệm gì? Theo tôi thấy thì lướt sóng thông thường là chỉ dành cho những người mà mua vàng theo cái hướng là đầu tư trên những cái sàn, sàn vàng, sàn ngoại hối nhiều hơn thì có thể lướt được. Còn ví dụ lướt vàng vật chất thì cũng có thể được, nhưng mà ngay cả trong trường hợp của hai cái đối tượng nhà đầu tư trên thì cái khả năng gặp rủi ro vẫn rất lớn hơn rất là nhiều. Tôi nói là ví dụ như trong những ngày gần đây tôi có nhận được những cái câu hỏi, ví dụ có một anh mà cái này là một cặp vợ chồng, hồi năm ngoái là anh chị này đã có vay một ít vàng khi mà giá tăng từ khoảng 32 triệu lên tới mức 36 triệu, thì đã vay 10 lượng để bán. Và hiện nay vàng tăng lên quá nhiều nên bây giờ hỏi tôi là bây giờ tranh cho đợt nào giảm để mua trả lại đó. Nên có nghĩa là họ chỉ định lướt sóng trong ngắn hạn thôi, nhưng mà gốc cuộc lại trở thành là dài hạn, bởi vì là họ nói là tôi bị kẹp đó, là tôi bị kẹp hàng. Nên tôi thấy là đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn, thì cần phải lưu ý là cố gắng tránh cái việc lướt sóng trong một cái chu kỳ quá ngắn, trừ những nhà đầu tư là am hiểu. Quá ngắn là mấy tháng? Theo tôi thấy quá ngắn ở đây là dưới một tháng. Dưới một tháng là sẽ mang cái rủi ro lớn. Và đặc biệt là nếu mà muốn mang lại lợi nhuận tốt thì nên suy nghĩ về chung và dài hạn nhiều hơn. Nhưng nhà đầu tư nên lưu ý, đối với tôi nói ví dụ những nhà đầu tư vàng vật chất đi, thì chỉ nên canh mua vào những cái thời điểm mà thị trường vàng đang điều chỉnh, chứ không nên đu theo lúc mà bà con đang nóng ruột và khi mà giá đang tăng nóng. Bởi vì khi mà giá đang tăng nóng, chúng ta thấy ngay lập tức là những tiệm vàng họ điều chỉnh cái chênh lệch giá mua giá bán lên rất là cao. Tôi nói ví dụ trong một tháng vừa qua chúng ta thấy cái vàng SJC là có thời điểm mà chênh lệch giá mua giá bán trên 1 triệu. Cái điều này là không hề có trong giai đoạn kể từ khi mà đã thống nhất về cái thương hiệu vàng quốc gia, có nghĩa là chỉ còn cái thương hiệu vàng SJC thôi, và không còn những thương hiệu vàng khác nữa ngoại trừ
trừ vàng 4 số 9. Thì vàng 4 số 9 ở ngoài thì luôn luôn có những cái trên lệch lên tới hàng triệu như vậy, thì đó là cái chuyện mà mọi người thấy quá bình thường. Nhưng mà vàng SJC thông thường nó chỉ trên vài trăm ngàn đã gọi là nhiều, nhưng trong suốt giai đoạn hơn một tháng qua thì cái mức này luôn luôn trên 1 triệu. Tuy nhiên nó được điều chỉnh giảm lại khi giá điều chỉnh giảm xuống, thì cái mức này cũng được giảm lại. Và bên cạnh đó còn một cái ý nữa, đó là cái chênh lệch giữa giá Việt Nam và giá thế giới có thể làm rủi ro cho những nhà đầu tư ngắn hạn. Ví dụ như là vào những cái thời điểm mà thị trường nóng sốt quá, thì ngoài cái chuyện chênh lệch đó ra thì những người bán vàng còn đẩy cái mức chênh lệch giữa giá Việt Nam với giá thế giới. Tôi nói ví dụ đó, thời điểm mà giá thế giới chỉ tính ra Việt Nam chỉ tới 45 triệu thôi, nhưng mà giá Việt Nam thậm chí còn sắp xỉ tới 48 triệu lần, một cái mức là rất là cao. Nhưng mỗi lần mà giá điều chỉnh giảm xuống đó, thì là người bán có xu hướng rút lại cái mức này. Thì khi đó là những nhà đầu tư có thể tham gia vô lúc này, nhưng lưu ý là chỉ nên chung và dài hạn, còn lướt sóng ngắn hạn thì cái rủi ro sẽ rất là lớn. Cảm ơn anh. Như vậy thì nếu mà nhìn vào trung và dài hạn của đầu tư vàng thì mình sẽ nhìn vào khoảng thời gian như thế nào, nếu trung và dài hạn? Theo tôi thấy thì với cái tình hình là hiện nay, và nếu mà vàng trong ngắn hạn thì cái trên đầu tư an toàn của vàng là bị lung lay rất là lớn. Như chúng ta thấy cái việc biến động là rất khủng khiếp trong cái thời gian qua. Tuy nhiên về mặt chung và dài hạn thì dòng tiền vẫn đang rất là ủng hộ khi mà những tổ chức lớn như các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư, đặc biệt là hiện nay chúng ta thấy tính cho đến giờ phút tôi đang nói chuyện với anh Khánh thì các ngân hàng trung ương và các chính phủ các quốc gia hiện nay đã cam kết là hỗ trợ cái số tiền để mà thúc đẩy nền kinh tế, ngoại trừ Fed nói là mà có khả năng họ bơm tiền không giới hạn đã lên tới 7.000 tỷ đô. Đây là cái cục tiền mà hỗ trợ mà nhiều nhất trong lịch sử, và thậm chí nó còn vượt hơn rất là nhiều cái đợt khủng hoảng năm 2008. Khi mà các ngân hàng trung ương mà họ đưa ra cái số lượng tiền nhiều như thế, có thể bằng nhiều cách, ví dụ bơm tiền hay là mua trái phiếu chính phủ hay là mua trái phiếu doanh nghiệp hay hỗ trợ kinh tế vân vân, thì khi đó là gì? Đó vẫn là những cái biện pháp nới lỏng tiền tệ. Mà thường các ngân hàng trung ương họ sẽ cố gắng cân đối lại việc này bằng cách là họ sẽ mua vàng vào để họ thủ lại cái mức tiền được đẩy ra. Nên chính vì vậy nên cái lực và cái dòng tiền đổ vô vàng trong chung và dài hạn vẫn còn rất là lớn. Nên khi đó theo tôi thấy là các nhà đầu tư về cái mặt chung và dài hạn thì nên giữ vàng ít nhất từ 6 tháng trở lên, thì là cái khả năng sinh lời và cái mức lợi nhuận sẽ tối ưu hơn. Ok, 6 tháng trở lên, con số mà tôi muốn hỏi. Hỏi thêm một câu nữa trước khi mình trả lời câu hỏi khán giả. Tôi thấy là cũng khá nhiều người đặt câu hỏi ở trên kênh YouTube rồi. Đó là khi mà chúng ta muốn dự báo xu hướng giá vàng đó, thì có những cái công cụ nào thưa anh? Nếu với một nhà đầu tư tham gia vào và muốn tập dự đoán giá vàng và có những cái cách để mà phân tích đó, thì thường sử dụng cách nào, phương pháp nào? Nếu mà sử dụng một cách gọi là nhanh nhất và có cái con số chính xác, thì họ có thể nên sử dụng cái phương pháp về phân tích kỹ thuật, nó sẽ tốt hơn. Bởi vì là tôi nói ví dụ, thường phân tích cơ bản có thể dự đoán giá trong chung và dài hạn rất là tốt, nhưng không thường là rất khó dự đoán được một cái ngưỡng, hoặc là gì họ chỉ tính được một cái vùng thôi. Ví dụ như là cái vùng, tôi nói ví dụ họ nói là ở cái vùng khoảng 1.800, 1.900, nghĩa là cái biên độ nó khá xa. Còn phân tích kỹ thuật thì họ có thể dự báo cái con số nó chính xác luôn, hoặc là một cái tỷ lệ trong một cái biên độ, nếu mà có thì nó tỷ lệ nhỏ thôi, thì họ có thể sử dụng những cái công cụ phân tích kỹ thuật. Nhưng mà những công cụ phân tích này thì nó cũng có nhiều cái trường phái và nhiều cái công cụ trong phân tích kỹ thuật. Những cái công cụ phức tạp giống như họ sử dụng sóng hoặc họ sử dụng cái phương pháp tính về dòng tiền thì nó sẽ khó hơn. Còn những cái phương pháp mà tính một cách cơ bản, ví dụ tính hỗ trợ kháng cự theo trend line hoặc là Bollinger Band hoặc là đơn giản là đường EMA, thì họ có thể làm cái chuyện đó chỉ trong vòng vài phút. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mời anh Khánh mình chọn thử một vài câu hỏi ha. Chúng tôi cảm ơn vị khán giả rất nhiều khi đã đặt câu hỏi khá là sôi động ở trên đây. Mình bắt đầu từ trên xuống đi ha. Thì có một số câu thì cũng đã trùng với câu hỏi nãy giờ anh Khánh trả lời. Câu hỏi của anh Lâm Bình Trần. Mọi người nhận định giá vàng thế giới vượt mốc 1.700 đô một ounce và đạt mức 2.000 trong năm nay. Nhận định của anh thế nào? Cái này như nãy cũng có nói rồi đúng không? Đúng, không muốn nói thêm gì. Nếu mà tôi nói thì tôi xin phép nói cái chỗ đơn vị vàng ở đây một chút. Rồi, bởi vì nói là một chút. Mọi người thông thường hay thấy là ghi trên báo chí hay là một số tin truyền thông hay ghi là vàng
giá của vàng tính theo đô la trên ao. Thật ra cái giá này là không chính xác, bởi vì là cái giá chuẩn của nó được tính thì nó gọi là giá vàng bao nhiêu đô la Mỹ trên troy ao. Tại sao? Bởi vì một ao nó chỉ có khoảng 28,3 lượng một ao thì nó chỉ có khoảng 28,3 lượng thôi, còn một troy ao nó tới 31,103,4768 gram. Còn ao là 28,3 gram, troy ao là 31,103 gram và lượng của mình là 37,5 gram, tôi nghĩ là tính chẵn luôn. Nên khi đó nếu mà chúng ta muốn kiểm tra coi cái công thức viết đúng hay không thì chúng ta có thể lên trang bệt, chúng ta vô trong cái phần mà giá trên thị trường tài chính thì chúng ta vô những cái giá mà họ báo giá ở trên những cái sàn vàng, tôi nói ví dụ sàn của CME là cái sàn giao dịch hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai lớn nhất thế giới, thì chúng ta sẽ thấy họ ghi rất là rõ là vàng trên troy ao. Anh chấm miếng mồ hôi đi, mấy bạn hỏi mà anh đổ mồ hôi luôn à. Bên phải. Rồi, mấy bạn hỏi khó khó lên xíu nha. Đó là câu hỏi của anh Lâm Bình Trần. Tiếp tục một câu hỏi khác nha, lại nói chung là hỏi về giá vàng nhiều. anh Dũng Khánh ơi, vàng có xuống dưới 1.300 trong vài tháng tới hay không? Giờ mình hỏi nhanh đáp nhanh đi, có xuống dưới 1.300 trong vài tháng tới hay không? Theo tôi thấy là cái này là không, bởi vì những cái yếu tố phân tích ở trên từ ngân hàng trung ương với các tổ chức lớn mà họ vẫn duy trì cho vị thế mua. Có nên mua vàng vật chất thời điểm này hay không? Câu hỏi của anh Bình. Cũng gần tương tự giống như tôi hỏi anh Khánh lúc nãy thì nên mua, nhưng mà chỉ nên canh vào những cái thời điểm mà giá vàng điều chỉnh chứ không nên là chạy theo những cái thời điểm nóng, bởi vì là cái chênh lệch giá thế giới và biên độ mua bán sẽ được người bán đẩy rộng ra và chúng ta sẽ bị thiệt hại. Tiếp tục câu hỏi khác, em chưa tham câu hỏi của Minh Anh. Em chưa tham gia vào thị trường vàng, nếu bây giờ em tham gia thì có cơ hội và thách thức gì, anh có thể dành lời khuyên cho người mới tham gia, một câu trả lời ngắn cho người mới tham gia. Người mới tham gia nếu mà tham gia mua vàng, theo tôi nghĩ là tham gia vàng vật chất sẽ tốt hơn, và cũng tương tự như câu hỏi của anh Lâm Bình Trần là chờ đợi những thời điểm mà thị trường điều chỉnh mới tham gia chứ không nên đua theo. Câu hỏi của Trần Nguyễn Minh Huy, khi nền kinh tế thế giới vào giai đoạn giảm phát thì vàng sẽ giảm hay tăng ạ? Thật ra để phân tích giá vàng cho nó chuẩn, và thậm chí là không những giá vàng mà giá chứng khoán hay giá của tất cả những sản phẩm khác á, thì cái cách mà chuẩn nhất mà thường ngay cả những tổ chức lớn họ áp dụng đó là họ sẽ phân tích theo dòng tiền. Nói đơn giản là giống như cái việc mà chúng ta nhìn thấy, tôi nói ví dụ như các anh chị đang nhìn thấy ở trên cái mặt phẳng này, khi các anh chị đổ một ly nước lên trên cái mặt phẳng thì các anh chị thấy nó là dòng nước nó sẽ loang lổ trên cái mặt phẳng này, và nó chỉ đổ vào cái chỗ nào mà trên cái mặt phẳng này nó chủng xuống, nên nó gọi là cái nguyên tắc nước chạy chỗ chủng. Có nghĩa là gì? Trên thị trường tài chính nó sẽ có rất nhiều tin đầu tư vàng, chứng khoán, ngoại hối, bất động sản, Bitcoin, vân vân. Thì khi mà cái tin nào đó nó bắt đầu nhận được cái dòng tiền thì dòng tiền đó nó sẽ chảy vô đó và nó sẽ làm cho giá tăng lên. Bởi vậy nên cái việc mà giảm phát á, nó có làm vàng tăng hay không á, thì để chính xác nhất là chúng ta sẽ theo dõi cái dòng tiền, đặc biệt là những dòng tiền của những định chế tài chính lớn và những người giàu ở trên thế giới, khi mà họ đổ tiền vào đâu. Thì khi mà chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta sẽ có một cái câu trả lời chính xác hơn. Còn nói về cái nó gọi là mà truyền thống thì không, là không thường. Khi mà giảm phát thì vàng không thường lại rất là khó lên, mà thường sẽ vàng sẽ có cái xu hướng đi ngang nhiều hơn, bởi vì khi đó là mọi người sẽ chuộng cái yếu tố gọi là tạo cái thanh khoản cho chính mình, nghĩa là họ sẽ đa số họ sẽ bán những cái tài sản, đặc biệt là vàng là cái tài sản dễ bán nhất để họ giữ tiền mặt, để họ phòng thủ và họ tạo cái thanh khoản cho mình. Tôi nói ví dụ giống như là mua đồ ăn, đi siêu thị chẳng hạn, ví dụ thế. Câu hỏi của Xuân Nguyễn, câu hỏi khá căn bản nhưng mà em nghĩ nên trả lời cho những người mới tham gia chơi vàng. Tại sao vàng thế giới và Việt Nam lại khác nhau? Có nhiều người cũng thắc mắc cái câu hỏi này. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý rằng là, tôi nói ví dụ đi, giá trị của một đồng tiền, tôi nói ví dụ như đồng đô la Mỹ đi, thì là sẽ được Fed và ví dụ đồng Euro thì có ngân hàng trung ương của châu Âu, và đồng Yên Nhật đi thì có ngân hàng trung Nhật, họ sẽ điều tiết cái việc này. Tuy nhiên vàng nó lại là một cái sản phẩm đặc biệt khác, nó không phải là thuộc về một quốc gia nào cả, mà nó mang tính chất quốc tế nhiều hơn, nó gọi là tiền quốc tế nhiều hơn. Thì đâu cái câu hỏi
vàng thế giới và Việt Nam khác nhau như thế nào? Thì khi đó là chúng ta lưu ý nha, vàng thế giới với vàng Việt Nam thì vàng Việt Nam vẫn phải biến động theo giá thế giới. Tuy nhiên mức độ nó sẽ tùy vào cái nhu cầu. Tôi nói ví dụ là vào hồi đợt khủng hoảng kinh tế đợt trước năm 2008 cho đến tới thời điểm bạn lên đỉnh là 2011, chúng ta thấy là đã có rất nhiều thời điểm mà người ta đã phải xách cả bao tải tiền đi ra xếp hàng trước tiệm vàng, thậm chí anh đúng không? Có anh trong đó đúng không? Không có. Bởi vậy khai thiệt đi. Chuyên gia đầu tư vàng mà. Tôi xin phép là trả lời tiếp. Thì khi đó người ta đã xách những cái bao tải tiền đứng xếp hàng để mua vàng. Tuy nhiên cái thời điểm hiện nay, mặc dù giá vàng thậm chí nó còn lên cao hơn cả cái mức năm 2008, nhưng mà lại không có cái hiện tượng như thế. Lý do là như thế nào? Bởi vì là cái nhu cầu bị giảm đi. Bởi vì hồi năm 2008, thứ nhất là hương hiệu vàng nó tới nhiều, còn hiện nay nó chỉ có duy nhất một hương hiệu vàng quốc gia là SJC mà thôi. Một cái nữa là hồi xưa khi mà chúng ta mua vàng á, thí dụ tôi có người bạn đã từng mua tới cả hàng ngàn lượng, nhưng mà bây giờ ngàn lượng thì họ phải đi vô ngân hàng gửi chứ họ đâu dám để nhà. Tuy nhiên bây giờ thì cái trò đó là không được, không được. Bởi vì hồi xưa gửi vàng thì họ sẽ có lãi giống như gửi tiền. Bây giờ là nhưng mà bây đó giờ gửi vàng đó, đi vô ngân hàng đúng rồi, là họ không có cái khái niệm gửi vàng mà họ chỉ có khái niệm là giữ hộ. Đó, mà giữ hộ thì anh bạn tôi là đi hương lượng với ngân hàng đó, bây giờ tôi mua nhiều vậy thì anh có thể miễn cho tôi cái phí đó không? Thì ngân hàng là không chịu, cái rút trụ là anh lại không đi mua nữa. Thì bữa giờ anh cũng nói với tôi là anh rất là tức cái vụ đó, vì là cái ảnh tiếc một vài đồng phí mà anh lại không mua vào cái đợt đó. Nên chính vì vậy nó cũng làm cho cái việc cái nhu cầu vào vàng, theo tôi nghĩ là cái chính sách nó rất là, chính sách của chúng ta trong giai đoạn hiện nay là rất là tốt, nó làm cho cái dòng tiền nó không đổ quá mạnh vô vàng. Và chúng ta thấy là cái nền kinh tế của Việt Nam trong những năm qua cũng được cho so với thế giới thì tới mức tăng trưởng cũng rất là ấn tượng, cũng nhờ một phần vào cái chính sách này. Một cái yếu tố nữa cũng làm cho giá vàng và không có bị thu hút quá nhiều trong tại Việt Nam trong cái giai đoạn này, đó chính là cái tỷ giá. Nếu chúng ta để ý thấy, giống như tôi lúc nãy tôi vừa mới chia sẻ với anh Khánh á, là cái giá trị đồng đô la đã tăng tới gần 40% trong 9 năm qua. Tuy nhiên đồng Việt Nam so với đồng đô la trong khoảng 3-5 năm, từ 3 tới 5 năm trở đây thì hầu như rất ổn định. Thậm chí nếu mà chúng ta so sánh tỷ giá của đô la Mỹ và đồng Việt Nam của ngân hàng Vietcombank đi vào trái đợt năm 2019 thì cái tỷ giá này thậm chí đồng Việt Nam nó còn tăng giá nhẹ so với đồng đô la Mỹ hồi năm 2019 luôn. Tôi nghĩ là chúng ta thấy là tỷ giá ổn định, nghĩa là đồng Việt Nam cũng có xu hướng tăng so với những cái đồng tiền khác trên thế giới. Câu hỏi của Bùi Thanh Lâm là tỷ trọng phù hợp cho vàng trong phân lớp tài sản thì bao nhiêu trong cái danh mục tài sản của mình, và rủi ro gì khi mà đầu tư vàng vật chất tại Việt Nam? Đây là một cái câu hỏi hay, nhưng mà nó lại xin lỗi anh Lâm luôn là nó lại không có một câu hỏi, có nghĩa là không có một cái câu trả lời chính xác cho tất cả mọi người. Mà nó sẽ phải tùy vào, tôi nói ví dụ đi, anh là cái người là theo cái trường phái là chịu đựng là rủi ro tốt, thì anh có thể phân bổ cái tỷ trọng vàng cao một chút và có thể giữ tỷ trọng tiền mặt ít một chút, và anh thậm chí là anh còn có thể thêm những cái tin đầu tư khác, ví dụ nói ví dụ giống như là chứng khoán hay bất động sản luôn. Nhưng mà anh là người có cái tỷ trọng gọi là phòng ngừa rủi ro cao và chịu đựng cái mức rủi ro thấp, thì anh có thể phân cái tỷ trọng vàng đặt. Nhưng mà anh lưu ý nha, là anh chỉ có thể giữ được chung dài hạn nha, chứ nếu mà anh giữ ngắn hạn thì cái việc này nó lại khó. Thì anh có thể phân cái tỷ trọng vàng cao hơn. Tôi nói ví dụ bình thường đi là anh chỉ giữ 10% vàng thôi, còn lại là anh có thể mở sang những cái kênh khác. Nhưng trong trường hợp này anh có thể giữ cái tỷ trọng vàng cao hơn, ví dụ là 20%, và anh giữ cái tỷ trọng tiền mặt á, cũng rất là cao luôn, nghĩa là cũng phải tương ứng với cái tỷ trọng của vàng, rồi sau đó anh mới dư những cái phần dư khác thì anh mới có thể lấy đi anh kinh doanh hay anh sản xuất gì đó, hoặc là đơn giản là nếu mà anh cảm thấy là quá rủi ro nữa thì cái phần còn lại anh có thể gửi hết vô trong ngân hàng cũng được. Rồi, cảm ơn. Một câu hỏi của Cao Trần Thế, hỏi rất thẳng luôn nè, anh Khánh coi có trả lời thẳng được không? Nếu đầu tư từ nay cho đến hết tháng 6, bây giờ là tháng 3 đúng không? Đầu tư cho đến tháng 6 chứ khoảng chừng 2 tháng nữa, cuối tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì nên buy hay sell? Và giá vào lệnh nên là bao nhiêu? Như vậy thì theo ý kiến này của anh, câu hỏi này của anh Thế có nghĩa là anh Thế sẽ giữ cái vàng từ cái giai đoạn hiện nay là cuối tháng 3 cho đến là tôi nói ví dụ là cuối tháng 6 đi. Có nghĩa là trong vòng là 3 tháng, nghĩa là anh phải lưu ý nha, là anh phải giữ thật sự trong 3 tháng nha, chứ không phải là anh thấy là anh lướt nha, là bởi vì là chúng ta nói chúng ta giữ thôi chứ nhiều khi là chúng ta không kềm lòng được. Chúng ta không kềm lòng được thì chúng ta lại lướt lát gì đó thì đôi khi lại mang họa nữa. Thì theo tôi thấy là ngay cái
thời điểm này cho đến thời điểm tuần sau, anh có thể tranh những cái thời điểm mà giá vàng là điều chỉnh. Tôi nói ví dụ trong tuần qua lúc nãy anh Khánh cũng có chia sẻ về cái việc là giá vàng đã tăng rất là khủng khiếp trong cái tuần vừa qua, thì cái việc mà tăng khủng khiếp như vậy nó sẽ làm cho giá điều chỉnh đâu đó mà một cái tỷ lệ vừa phải trong khoảng tuần sau. Thì anh tranh những cái thời điểm đó anh có thể mua và nắm giữ cho đến cái giai đoạn vào tháng 6. Thì nếu mà nói luôn cái con số thì hiện nay giá thế giới đang ở trên mức 1.600 đô la Mỹ một troy ounce, thì anh có thể tranh và khi mà giá điều chỉnh về dưới cái mức này thì anh có thể bắt đầu là tham gia dần được. Ok. Và anh nhớ nha là phải giữ tới tháng 6 nha. Cô bộ hư. Lưu ý là phải ráng giữ trong 3 tháng. Câu hỏi của Hồng Dung Nguyễn, vậy thì giá vàng có rớt xuống nữa không trước khi chạm ngưỡng 50 triệu đồng một lượng? Trước cái tuần tăng khủng khiếp vào tuần trước thì giá vàng đã có thời điểm điều chỉnh rất là mạnh, từ mức mức 1.700 mà về tới mức gần 1.400 luôn, có nghĩa là một cái mức điều chỉnh rất khủng khiếp. Nếu mà bạn đã không vô kịp cái thời điểm này thì sẽ còn những thời điểm khác, nhưng mà tôi không dám chắc là nó có thể tốt giống như cái thời điểm trước đó hay không. Bởi vì thông thường là chúng ta rất là thích mua giá rẻ, nhưng mà khi mà giá giảm nhiều quá thì chúng ta lại sợ, chúng ta lại không vô được. Sợ nên, đây hả? Nên khi đó là cái đợt mà tăng khủng khiếp giống như đợt qua thì chúng ta lại bỏ lỡ mất. Nên đợt này cũng tương tự là anh sẽ cố gắng là bạn sẽ cố gắng là tranh cái thời điểm mà giá vàng điều chỉnh xuống và có thể tham gia dần vào lúc này. Và cũng giống như trường hợp của anh Thế là nên giữ một khoảng thời gian khoảng trung hạn. Rồi, cảm ơn anh. Đang giao lưu về giá vàng, có người hỏi giá dầu luôn, anh muốn trả lời luôn không? Rồi, ok luôn. Anh nhận định tuần sau giá dầu có xuống tiếp không? Giá dầu theo tôi thấy, trước khi tôi trả lời câu hỏi này thì tôi xin phép điểm một chút, bởi vì thật ra là người ta hay nói dầu là vàng đen. Nên đó là lý do mà hay người nhiều người mặc dù đầu tư vàng nhưng rất hay hỏi giá dầu, là cái lý do như thế. Hoặc là thậm chí họ còn hỏi cho đồng Bitcoin nữa, bởi vì người ta nói là đồng Bitcoin đó chính là vàng điện tử hả? Là học vàng số hả? Và cái phiên bản thứ hai. Đó. Và thậm chí người ta nói là cái giá trị vốn hóa của đồng Bitcoin một lúc nào đó sẽ còn vượt vàng nữa. Tuy nhiên nếu mà vượt vàng thì cái tỷ lệ đó chắc phải tăng, phải giống như là ông Mark ở Phi á, là dự báo giá vàng là nếu mà không lên được 100.000 đô hoặc là 1 triệu đô thì tôi sẽ hề rút dao tự khiến. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy ông đã làm cái chuyện đó. Ông biết chắc là không xảy ra mới nói. Nói giọng mà em nói cũng được nữa. Thì cái vụ giá dầu á, thì tôi lưu ý các anh chị á, là giá dầu đạt mức cao nhất trong lịch sử mọi thời đại, đó là vào năm 2007, 147,27 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên kể từ ngày hôm đó cho đến ngày hôm nay, mặc dù cũng đã có rất nhiều người nói dầu là cũng là một cái sản phẩm giống như cái kiểu của vàng á, có nghĩa là nó chỉ có giới hạn thôi, chứ nó không phải là anh muốn xài nhiều xài. Nhưng mà chúng ta thấy là dầu lại liên tục là đi xuống, thậm chí là cách đây 5 năm vào năm 2005 thì hoàng tử và thái tử của Ả Rập Xê Út kim là bộ trưởng bộ năng lượng của Ả Rập Xê Út và là tổng thư ký của OPEC đã nói rằng mãi mãi nhân loại sẽ không bao giờ thấy giá dầu đạt 100 đô la Mỹ một thùng nữa. Dĩ nhiên là nói cái câu đó, nếu mà tôi nói thì mọi người có thể chửi vô mặt tôi, nhưng mà đây không phải tôi nói anh chị, mà là tổng thư ký của OPEC và thái tử của Ả Rập Xê Út. Nhưng tại sao ông ấy lại nói cái câu này? Bởi vì là chúng ta nên lưu ý là hiện nay là chúng ta đã bắt đầu sử dụng những cái nguồn năng lượng thay thế, ví dụ năng lượng nhiên liệu sinh học, hoặc là tôi thấy có một số hàng đó sử dụng cái năng lượng mà nó để cái khinh khí cầu ở dưới cái đáy biển á. Mà chúng ta cũng biết là biển thì lúc nào nó cũng có sóng mà. Thì cái việc cái khinh khí cầu nó đưa qua đưa lại này thì nó sẽ tạo được một cái nguồn năng lượng, mà năng lượng nó gần như là miễn phí luôn, chỉ tốn tiền mua cái khinh khí cầu, xin cái tiền bỏ cái khinh khí cầu đó xuống đó thôi, xin cái giấy phép bỏ đó thôi. Và một cái năng lượng hiện nay mà nước Mỹ và nhiều nước khác đang sử dụng đó là cái năng lượng tái tạo. Tôi nói ví dụ như là cái chỉ số GDP của Mỹ á, tôi không nhớ chính xác năm nào, nhưng mà đâu đó khoảng năm 2016 cho đến năm 2018 á, thì có một cái thời điểm á, là GDP của Mỹ tăng khá là mạnh nhưng mà cái tỷ lệ sử dụng năng lượng nó lại giảm đi. Thì cái điều này là điều nó hơi kỳ, bởi vì về mặt nguyên tắc là tỷ lệ sử dụng năng lượng nó phải tương ứng với việc mà tăng trưởng của kinh tế. Thì ở đây á, là bởi vì là Mỹ họ đã sử dụng cái nguồn năng lượng tái tạo, nghĩa là họ có thể tái tạo được, giống như tôi nói ví dụ cho anh chị chạy xe hơi á, thì nó có chế độ xe là hybrid.
Thì khi mà các anh chị chạy xe thì nó có một cái hệ số hãng xe nó đã làm được cái tình huống này. Chúng ta thí dụ chúng ta chạy xe mà chạy xe chạy xăng trong thành phố Hồ Chí Minh đi, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta mà bị kẹt xe là nó rất là tốn xăng. Còn chạy đường trường thì nó ít tốn xăng hơn. Nhưng cái xe đó là ngược lại, nếu mà chúng ta bị kẹt xe thì nó không tốn giọt nào. Còn chúng ta phải ra đường cao tốc chúng ta đua cơ thì nó mới tốn. Lý do là tại sao? Bởi vì khi chúng ta chạy nó sẽ phát sinh ra năng lượng gió, hoặc là như anh Khánh đi, anh đạp hắn cái thì nó sẽ có năng lượng. Lấy năng lượng đó. Đúng rồi, nó thu hồi lại, nó bỏ vô trong cái bình điện, nhưng cái việc thu hồi này nó chưa đủ, nên nó làm cho cái nó vẫn phải sử dụng một cái phần máy xăng. Tuy nhiên vấn đề là gì? Có nghĩa là cái công nghệ hiện nay trên thế giới họ đang bắt đầu hướng về cái năng lượng tái tạo nhiều hơn, nên đó là những cái gì mà chúng ta thấy về giá dầu hiện nay á, là gần như là bị đe dọa rất là lớn. Nên cái câu hỏi là giá dầu còn giảm nữa hay không, thì theo tôi thấy á, là cái khả năng đó vẫn còn. Thậm chí đã có một cái dự báo mà họ gửi riêng cho tôi thôi, là họ nói là cái giá dầu có khả năng về dưới 10 đô la Mỹ luôn, một hùng luôn. Cái này thì có vẻ là nó hơi khó tin một chút, nhưng mà có một cái điều tôi phải khẳng định được mạnh hơn, đó là cái việc giá giảm về mức khoảng dưới 10 đô là khó. Tuy nhiên cái việc mà giá tăng trở lại về cái mức là tôi nói ví dụ như là khoảng 50 đô, 60 đô giống như những cái dự báo trong năm 2020 hồi cuối năm ngoái thì là sẽ rất là khó. Dạ, cảm ơn anh. Câu hỏi của Nam Nguyễn Văn, đại khái là có thể là sẽ có một khủng hoảng kinh tế xảy ra do cái corona này. Vậy thì khi khủng hoảng kinh tế xảy ra thì vàng nó sẽ như thế nào trong khoảng chừng 6 tháng tới? Có nghĩa là kể từ thời điểm này. Dạ, đây là đại khái câu hỏi tôi dịch, tôi tóm gọn lại là khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra thì vàng sẽ như thế nào đó. Dạ. Mọi người coi như là ở nhà rồi ngừng giảm chi tiêu, khủng hoảng kinh tế xảy ra. Hiện nay á, đang có một cái câu nói là đỉnh tụ dịch là đáy của thị trường chứng khoán và đáy của nền kinh tế. Nên có nghĩa là gì? Khi mà đỉnh tụ dịch xuất hiện và nhiều người đang dự báo đỉnh tụ dịch có thể trong vòng 2 tuần tới, thì nghĩa là nền kinh tế sau đó là đi lên theo như là cái câu nói đó. Và hiện nay cũng đã có rất nhiều trường phái và nhiều người ủng hộ cái quan điểm này. Đúng rồi, khoảng đó, hoặc là gì, nếu không phải là 2 tuần nữa thì nói chung đỉnh dịch, nghĩa là đáy của nền kinh tế và đáy của thị trường. Tức là canh bắt đáy là phải canh bắt đỉnh đúng không? Canh bắt đỉnh dịch đúng không? Canh bắt đỉnh dịch và đáy của thị trường. Tuy nhiên theo tôi nghĩ là cái phim nó không đơn giản giống vậy. Bởi vì mọi người cần phải lưu ý rằng là cái corona này là chỉ giống như là một cái tú bồi thêm vào những cái gì đã đang xấu thôi. Ví dụ như là trước cái corona thì chúng ta thấy là nó có bất ổn tại Trung Đông nè, nó có chiến tranh thương mại nè, thậm chí là cái việc mà các ngân hàng trung ương đang đua nhau hạ lãi suất, đặc biệt là thậm chí Fed đã còn tuyên bố một câu nữa là họ nói rằng là họ có thể bơm tiền không giới hạn. Nhưng mà cái điều rất vô lý ở đây là đô la vẫn lên. Đó là chính vì cái điều này có thể là chúng ta chuyển sang một cái giai đoạn khủng hoảng khác. Khi mà corona là kết thúc, chúng ta nên lưu ý là một cái cuộc khủng hoảng hoặc là một cái thị trường tài chính nó thông thường nó sẽ có ba loại đáy. Loại đáy thứ nhất là loại đáy hình chữ V, nghĩa là gớt xuống bật lên liền. Loại đáy thứ hai là hình chữ V đúp, nghĩa là gớt xuống bật lên rồi gớt thêm cái nữa rồi bật lên. Và cái loại đáy thứ ba là cái loại đáy cuối cùng mà theo tôi nghĩ là thị trường có khả năng đi vào cái đáy này, đó là đáy hình chữ U. Tôi nghĩ là gớt xuống đụng đất và rồi nó sẽ nằm đó luôn. Nó sẽ nằm ở đó luôn trong một cái khoảng thời gian rất dài, người ta hay gọi cái từ là trì trệ á. Thì cái điều này nó sẽ rất là rủi ro, và cái trì trệ này nó sẽ đi kèm với cái việc là suy thoái. Thì cái việc suy thoái kinh tế tiểu đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến mọi ngành nghề. Và theo tôi thấy nếu mà trong trường hợp suy thoái xảy ra thì giá vàng sẽ thật sự là sẽ khó có cơ hội tăng. Mà cái mức độ đây không phải là không tăng ở đây tính bằng ví dụ là nó tăng vài đô, mà theo tôi thấy là nó sẽ rất khó tới cái cơ hội mà nó tăng mạnh thôi. Nhưng nó sẽ đi ngang và nó tăng nhẹ nhẹ là vẫn có. Bởi vì khi đó người ta sẽ cần dùng tiền để mà sử dụng cho những cái mục đích khác. Tôi nói ví dụ như là để phải tự cứu chính mình, và họ sẽ sử dụng cái đó để thúc đẩy nền kinh tế, chứ không phải là chỉ đơn giản là giữ vàng không. Bởi vì ngay cả trong trường hợp giữ vàng, các ngân hàng trung ương họ cũng sẽ phải sử dụng chính cái lượng vàng đó để mà hỗ trợ cho nền kinh tế của mình. Thì khi đó nếu mà trong trường hợp này thì theo tôi thấy là giá vàng sẽ không được hỗ trợ nhiều. Tuy nhiên nếu mà nói rằng là giá vàng mà giảm mạnh thì cũng rất là khó luôn. Và trừ trường hợp là chúng ta thấy được rằng là cái quan điểm của các ngân hàng trung ương, các định chế tài chính, các quỹ đầu tư nói và những người giàu trên thế giới thay đổi về cái việc là giữ vàng mà chuyển sang giữ một cái gì đó khác. Tôi nói ví dụ như là chúng ta thấy là đồng đô la Mỹ đã trong vòng
9 năm nay đã tăng tới 40%, cũng là một trong những ý cho thấy rằng là họ cũng đã giữ tiền để tạo sự thanh khoản. Lý do tại sao đô la Mỹ mạnh như thế thì đô la Mỹ hiện nay là được sử dụng trong thương mại của thế giới tùy thời điểm thôi, nhưng mà luôn luôn sẽ quanh mức khoảng 90%. 90%, thậm chí nha, chúng ta lưu ý nha, ngay cả trên thị trường tiền mã hóa thì trong 100 đồng tiền mã hóa lớn nhất trên thế giới thì đã hết 5 đồng tiền nó gọi là đô la Mỹ kỹ thuật số rồi. Nghĩa là gì? Bản chất nó nghĩa là cái đồng đô la Mỹ ở đây vẫn là một trong những cái tỷ trọng rất là mạnh, và thậm chí đồng Bitcoin được sinh ra để người ta nói là hướng đến một thế giới tự do hơn, sẽ không cần phải phụ thuộc vào Fed hay là ngân hàng châu Âu gì nữa, mà họ sẽ có thể là lấy chân là đá đít mấy ngân hàng đó, nhưng rốt cuộc đến nay vẫn không làm được, mà thậm chí tiền mã hóa thậm chí phải số hóa luôn đồng đô la Mỹ để mà giao dịch ở trên đó. Một thế giới lý tưởng. Nghe anh Dũng Khánh tư vấn nãy giờ là có khán giả Hiền Trần bảo là mai đặt buy limit luôn ở mức dưới 1.600 và giữ luôn trong 3 tháng. Cái này không phải là câu hỏi mà là câu tuyên bố khẳng định luôn. Câu hỏi của Long Cao Thanh, khán giả Long Cao Thanh. Giá vàng đang đi theo trend nhiều hơn hay là phụ thuộc vào kinh tế và chính trị nhiều hơn? Cái câu hỏi này thật ra rất là hay. Tôi theo cái hướng ý đầu tiên của anh, đó chính là đi theo trend nhiều hơn. Một số người thì nói rằng là nếu mà những người theo cái trường phái là phân tích cơ bản, họ sẽ không đồng ý cái điều này. Bởi vì họ nói là yếu tố về kinh tế, chính trị, xã hội thì nó sẽ ảnh hưởng tới giá. Thì tôi cũng đồng ý luôn, nhưng mà tôi theo cái hướng theo trend nhiều hơn. Là lý do là tại sao? Tôi nói ví dụ như chúng ta thấy là Fed đã bơm tiền lia lịa từ hồi năm 2018 cho đến nay, và đặc biệt là cái giai đoạn trong tháng 3 này thì Fed đã có hai lần là giảm lãi suất, nó gọi là giảm lãi suất là không theo một cái họp cuộc họp là định kỳ mà họp mà hạ lãi suất một cách khẩn cấp. Thì trong suốt 50 năm qua thì Fed mới làm điều này mới lần thứ 5 thôi. Và một điều rất là bất ngờ đó là chúng ta cũng học rồi, trong sách giáo khoa thì luôn dạy chúng ta rằng là in tiền thì tiền sẽ xuống giá, bơm tiền thì tiền sẽ giảm giá, vân 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 vân, và lạm phát sẽ lên đi lên. Nhưng cái này nếu mà tôi nói thì các anh chị có thể chửi vô mặt tôi, nhưng đây không phải là tôi nói mà là chủ tịch Fed nói, là trong 10 năm vừa qua đó là Fed càng in tiền thì đồng tiền lại càng lên giá và lạm phát gần như không có. Thì chúng ta thấy được rằng là gì? Chúng ta đang sống ở một cái thế giới nó không còn giống như những cái gì hồi xưa nữa, và sách giáo khoa thông thường là đi chậm hơn. Thì ở đây nó đơn giản giống như cái chuyện như sau. Tôi nhớ hồi năm 2008 khi mà khủng hoảng kinh tế xảy ra thì ngay cả Bill Gates và tỷ phú Warren Buffett tụng mất tiền. Và thậm chí có một câu chuyện là có một ông tỷ phú tên là John Bolton và Warren Buffett thậm chí đã phải xin ý kiến ông này, bởi vì đơn giản là ông đã làm ra được một tụt tiền gấp 3 lần trong giai đoạn khủng hoảng năm 2008, trong khi tất cả các tỷ phú khác mất tiền. Thì ông này chỉ nói một câu rất đơn giản như sau, là khi mà tôi thấy khủng hoảng ập đến vô mặt tôi thì thay vì tôi phanh ngực đưa ngực ra đỡ thì là tôi né qua bên. Tôi đợi cho nó đi qua hết rồi sắc đầu tôi bước ra, tôi làm đó. Còn những người khác thì thông thường là họ hay có cái xu hướng là cần phải đảo ngược cái xu hướng đó liền lập tức, có nghĩa là gì? Họ bơm tiền rồi họ bắt đáy luôn hết trong ngay cái giai đoạn mà sóng thần đang ập đến. Tôi nói ví dụ chứ tại sao tôi nói về cái mặt xu hướng nhiều hơn, các anh chị cứ thử tưởng tượng ví dụ một cái sóng thần, một con sóng thần nó ập vô bờ biển, thì một cái tòa nhà 10 tầng á thì nó chỉ có khả năng làm chậm đi một điều chắc chắn sẽ xảy ra, chứ không thể nào thay đổi được việc đó. Nên ở đây nó cũng tương tự á, là tôi theo cái quan điểm là theo trend nhiều hơn. Bởi vì nếu mà trong giá hạn vàng trong một cái xu hướng là trend lên thì cái xu hướng này vẫn được ủng hộ, và ủng hộ hiện nay á là rất là lớn nữa, bởi vì tất cả những cái sản phẩm khác ngoài vàng ra đều đã tăng giá từ cái đợt sau khủng hoảng kinh tế. Sản phẩm tăng nhanh nhất đó chính là chứng khoán Mỹ là từ 2009. Còn những cái sản phẩm tăng chậm hơn, tôi nói ví dụ như là bất động sản đi, thì tới năm 2011 mới bắt đầu có cái cơn sóng đó. Tuy nhiên tất cả những sản phẩm khác, những sản phẩm đó đều tăng trong một cái chu kỳ quá dài rồi, đã hàng chục năm rồi. Chỉ tới duy nhất vàng là chỉ mới bắt đầu chớm tăng vào cuối năm 2018 mà thôi. Nên cái trend này của vàng theo tôi thấy nó còn rất là dài, và đặc biệt là cái chu kỳ gì vàng nó hơi khác với chu kỳ của kinh tế và chu kỳ chứng khoán hoặc là bất động sản, là thông thường là những chu kỳ đó khoảng 10 năm một lần. Còn chu kỳ của vàng thông thường là từ 20 năm, 40 năm, thậm chí có thể dài hơn. Cảm ơn anh. Và lúc này là lúc có thể
vào thị trường nên đúng rồi, nên giá vàng nên nhà vàng mới chỉ có 2 năm bước vào cái chu kỳ này nên nó chưa thể kết thúc sớm được. Câu hỏi của Phan Hoàng Dũng thì lúc nãy anh cũng trả lời rồi, anh có nghĩ nền kinh tế thế giới có rơi vào giai đoạn khủng hoảng giảm phát hay không? Rất cảm ơn mọi người đã đặt câu hỏi, chúng tôi vẫn đang xem ở trên này để trả lời câu hỏi của khán giả. Xin được đọc một câu hỏi mà chúng tôi thu thập được từ hệ thống đăng ký qua mạng xã hội và trên trang của XTB Việt Nam. Thưa anh Phan Dũng Khánh, tôi thấy từ khi Mỹ thoát khỏi chế độ bản vị vàng, vàng ở khắp nơi trên thế giới hầu như chỉ còn được cất trong các két sắt. Mọi giao dịch trên thế giới hầu như sử dụng bằng đô la Mỹ. Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất và cũng là nước mong muốn điều này nhất để có thể chi phối kinh tế toàn cầu. Theo anh thì có cơ hội nào để vàng quay lại là đồng tiền lưu thông trên thế giới hay không? Và liệu đồng đô la sẽ giữ vị thế độc tôn đến bao giờ? Xin cảm ơn. Đây là một câu hỏi hay, cũng xin cảm ơn bạn đã đặt cái câu hỏi này. Thì sau cái thời mà bỏ cái chế độ bản vị vàng và sau đó là cái bản vị lưỡng kim, nghĩa là bao gồm hai kim loại là vàng và bạc á, thì vàng có bị nhiều người cho là không còn là một cái đồng tiền quốc tế nữa. Tuy nhiên tôi lưu ý với lại các nhà đầu tư, đó chính là cái quan điểm này không thường ở các nhà đầu tư cá nhân nhiều hơn mà thôi. Còn đối với những nhà đầu tư tổ chức, những định chế tài chính lớn hoặc là những người giàu thế giới, các ngân hàng trung ương thì vàng vẫn chính là đồng tiền quốc tế. Tôi nói ví dụ như chúng ta thấy là trong cái thời điểm hiện nay khi mà các ngân hàng trung ương bơm tiền ra quá nhiều và điều người ta đang lo lắng đó chính là cái cuộc chiến tranh tiền tệ. Mọi người nên lưu ý là cuộc chiến tranh thương mại hiện nay còn chưa được giải quyết xong mà còn chiến tranh tiền tệ xuất hiện nữa, thì thật sự đây là một cái tin rất là xấu. Bởi vì một cuộc chiến mà chúng ta đã muốn là không thở nổi rồi, bây giờ nó ép luôn cả hai cuộc chiến quốc vô nữa thì nó sẽ lại càng là khó. Và chúng ta thấy là các ngân hàng trung ương khi họ thực hiện chính sách nới lỏng này, họ đã mua vàng vô để họ cân đối lại. Thì chúng ta thử nghĩ coi, nếu mà vàng không phải là một đồng tiền quốc tế, không phải là một cái tài sản là an toàn, một cái tài sản phòng thủ và những cái tài sản để phòng ngừa rủi ro lớn, thì họ đã không làm như thế. Nên ở đây chúng ta nên lưu ý rằng theo quan điểm của tôi thì vàng nó vẫn là một cái vị thế độc tôn khá là lớn, nhưng chỉ đối với những ngân hàng trung ương, những tổ chức tài chính lớn thì nó vẫn giữ một vai trò độc tôn rất là lớn. Tuy nhiên đối với những nhà cá nhân, những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta thì chúng ta sẽ tập trung vào yếu tố đô la Mỹ nhiều hơn, bởi vì là cái nó gọi là cái sức mạnh về tài chính của chúng ta là không bằng những cái đơn vị đó. Yeah. Thêm một câu nữa liên quan tới đầu tư nói chung ha. Anh có thể cho biết top 5 ngành sẽ được hưởng lợi nhiều nhất theo diễn biến thị trường kinh tế hiện tại, top 5 ngành để đầu tư vào? Theo tôi thấy là cái top 5 ngành để có thể đầu tư vào, có nghĩa là vẫn đang trong giai đoạn mà tốt hiện nay, mà thậm chí là có thể là đi ngược lại cái xu hướng chung của nền kinh tế. Thì ở đây đó là những cái ngành như sau anh chị. Thứ nhất là y tế, thứ hai là dược, thứ ba là ngành công nghệ. Tôi nói ví dụ giống như tôi với anh Khánh đang ngồi nói chuyện đây. Bình thường là tôi với anh Khánh là ngoài cái chuyện là làm là online thì sẽ có một số lượng là khán giả đến tham dự. Đôi khi cũng rất là đông, có thể lên tới cả 100 người. Nhưng hiện nay thì chỉ có hai anh em tụi tôi ngồi đây để làm online trên mạng cho các anh chị. Nên chúng ta thấy là công nghệ nó sẽ hỗ trợ rất là lớn. Tôi nói ví dụ trên thị trường chứng khoán Mỹ hầu như tất cả những cái cổ phiếu đều bay hẳn xuống đất luôn. Nhưng mà có một cái cổ phiếu của cái hãng cung cấp cái phần mềm để mà họp trực tuyến thì nó đã tăng 70%. Như là Zoom thì phải. Đúng rồi, chính xác. Thì đã tăng 70% kể từ khi mà về thời điểm sau Tết cho đến giờ. Đó là ngành thứ ba. Ngành thứ tư đó là ngành bảo hiểm. Bảo hiểm. Ngành bảo hiểm thật sự là khá bị thiệt hại vào cái giai đoạn lúc trước, bởi vì khi mà kinh tế bị đình trệ thì họ cũng sẽ phải đền bù một cái số tiền cũng rất là lớn. Tuy nhiên cho đến giai đoạn hiện nay thì chúng ta thấy trên một số thị trường cổ phiếu của ngành bảo hiểm, hoặc là chính những người làm trong ngành bảo hiểm, và tôi cũng có chia sẻ với những lãnh đạo của ngành bảo hiểm trước khi đến đây, thì họ nói là cái này tụi tôi nói nhỏ với anh thôi, nhưng mà cái doanh số là bán được là tăng vọt. Doanh số là bán những cái sản phẩm về bảo hiểm từ vai gớt cho đến nói chung bảo hiểm tất cả các loại. Bây giờ sức khỏe người ta đang lo mà, đúng rồi. Đó. Thì đó là ngành thứ tư. Và ngành thứ năm đó chính là ngành tư vấn doanh nghiệp và tư vấn tài chính cá nhân. Đây được ủng hộ rất là lớn, bởi vì hiện nay người ta luôn hỏi là bây giờ trong cái thời đại này bây giờ làm sao kiếm được tiền, làm sao giữ tiền, và những doanh nghiệp đang khó khăn thì họ muốn là tái cấu trúc được doanh nghiệp và giúp họ thoát ra khỏi cái này và có thể tăng trưởng trở lại khi mà dịch bệnh có thể được kiểm
kiểm soát. Thì theo tôi thấy là đây là 5 ngành được ủng hộ lớn nhất. Ok, cảm ơn anh. Tóm lại là 5 ngành y tế, dược, công nghệ, bảo hiểm, tư vấn doanh nghiệp và tài chính cá nhân là 5 ngành chúng ta sẽ lưu ý trong cái giai đoạn khủng hoảng này. Câu hỏi nữa là, thưa anh, đâu, câu hỏi này hỏi cả đô la luôn nha, đâu sẽ là dấu hiệu để mua vào đô la tiếp theo và dấu hiệu để bán vàng tiếp theo? Đây là một câu hỏi rất là hay, và tôi nhớ cũng có một người hỏi tôi là tương tự ở cái chỗ là thông thường đô la thì hay đi ngược với vàng và chứng khoán và những cái sản phẩm khác, hầu như là như thế trong lịch sử. Tuy nhiên từ đầu năm 2020 đến nay thì đô la, vàng và chứng khoán Mỹ là đi chung với nhau, chỉ có chứng khoán Mỹ bắt đầu đi ngược khoảng một tháng trở lại đây thôi, còn lại là đi chung, đặc biệt là chứng và đặc biệt là vàng và đồng đô la. Nên thông thường á, là đối với câu hỏi này thì lời khuyên khá là dễ ở cái chỗ là nếu chúng ta sẽ bán vàng khi mà đồng đô la đạt đáy, nhưng mà đó là cái chuyện của hàng chục năm trước rồi. Còn bây giờ thì tôi trả lời chắc phải ngược lại là chúng ta sẽ bán vàng khi mà đồng đô la đạt đỉnh cơ. Nhưng mà đồng đô la hiện nay á, thì vẫn còn đang trong một cái xu hướng tăng rất là mạnh, và như tôi đã trình bày lúc nãy á, thì giá trị của đồng đô la đã tăng khoảng 40% từ năm 2011 cho đến nay. Thì đó là cái điều mà bạn ví dụ như là có so sánh tương quan với đồng đô la thì nhớ theo dõi vàng với đồng đô la chung với cái ý kiến tôi vừa mới trình bày. Rồi, cảm ơn anh. Mọi người còn có hỏi nào nữa không ạ? Ồ, nãy giờ mình nói cũng một tiếng đồng hồ rồi ha. Hình như dưới còn không? Đây, càng kéo xuống đây. Hỏi tới cái câu 69 nãy anh nhắc đó. Ngày 6 tháng 9 2011 có sự kiện gì trước và sau đó mà vàng tạo đỉnh 1921 đô la? Trước 11 tháng 9 đúng không? Trước học 6 tháng 9 năm 2011. Thật ra cái này không phải là trước sự kiện đó một vài ngày đâu, mà đây là cái đợt khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008. Thật ra nếu chúng ta có để ý kỹ á, thì đỉnh của các sản phẩm tài chính, đỉnh của chứng khoán Mỹ và thậm chí cả thị trường chứng khoán Việt Nam luôn cũng tạo đỉnh vào năm 2007. Tuy nhiên tại sao năm 2008 người ta nhắc nhiều? Bởi vì nó giống như là một cái căn bệnh, nó sẽ có cái xu hướng nó gọi là tiềm ẩn lúc đầu. Nghĩa là lúc đầu chúng ta vẫn có rất là khỏe mạnh, cho đến năm 2008 thì nó mới bắt đầu hắm sâu vô nền kinh tế và nhiều người mới bắt đầu bị trọng thương, nên họ mới nhớ kỹ vào cái giai đoạn đó. Thậm chí cái cuộc khủng hoảng đó cho đến tận bây giờ năm 2020, khi mà đã 12 năm trôi qua rồi, nhưng mà cái dư âm của cuộc khủng hoảng đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và cái việc mà các ngân hàng trung ương đã ra tay giải cứu thế giới và bơm một mớ tiền là giúp cho cái cuộc nợ công hiện nay trên thế giới đã tăng dễ sợ như vậy cũng là một phần nhờ từ cái cuộc khủng hoảng đó. Nghĩa là giá vàng vào cái ngày khi mà lập đỉnh vào ngày 6 tháng 9 năm 2011, đó cũng chính là cái giai đoạn mà khi các ngân hàng trung ương, các tổ chức sau khi họ bắt đầu chốt lời và họ bù lỗ cho cái kênh đầu tư vào năm 2008 khi mà giá vàng rớt, thì khi đó họ đã điều chỉnh mua lại và nắm giữ vàng cho đến tận năm 2011, và sau đó đã dùng tiền và bán vàng để mà giúp cho cái sự thanh khoản, có nghĩa là tạo ra dòng tiền để mà hút đẩy vô nền kinh tế, và vào thời điểm đó thì giá vàng mới lập đỉnh. Rồi, cảm ơn anh Dũng Khánh. Có vẻ như là chúng ta đang trả lời cũng gần hết các câu hỏi trên này. Vâng, như vậy thì rất là cảm ơn mọi người đã tham gia đặt câu hỏi. Vâng, chúng tôi xin được phép cũng đã một tiếng đồng hồ rồi, xin được phép tạm dừng cái cuộc livestream tại đây. Và tất nhiên cuộc trao đổi này sẽ không dừng lại, bởi vì mọi người vẫn có thể xem lại cái đoạn này ở trên YouTube XTB và The Quốc Khánh Show, và có thể đặt tiếp câu hỏi comment mà chúng tôi sẽ nhờ anh Dũng Khánh trả lời sau, và sẽ gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của The Quốc Khánh Show trong tương lai. Xin một lần nữa cảm ơn anh Phan Dũng Khánh. Xin chúc anh có một mùa đầu tư thành công. Ok, cảm ơn anh Quốc Khánh. Xin chào mọi người.